Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em, chào mừng cô chú và anh chị em trở lại với gia đình Kim Phạm USA. Gia đình Kim Phạm mến chúc cô chú và anh chị em có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Video hôm nay Kim chia sẻ đến cô chú và anh chị em về tấm check thứ hai cũng như là cập nhật thông tin mới về tấm check thứ hai và cái gói cứu trợ thứ hai cũng như là tiền thất nghiệp hiện đang bàn thảo như thế nào rồi về cái thời gian cho cái gói cứu trợ thứ hai này nha. Vào hôm chủ nhật, trưởng phòng của nhà trắng ông Mark Meadows nói rằng ông thấy không lạc quan sẽ có một giải pháp trong một điều khoản gần đây. À, ngày hôm qua, ông trưởng phòng của nhà trắng Mark Meadows và thư ký của kho bạc Steven Mnuchin đã gặp gỡ với chủ tịch hạ viện bà Nancy Pelosi và Chuck Summer, là người lãnh đạo bên Đảng dân chủ. Họ đã họp trong vòng 2 tiếng và dường như họ có một số tiến bộ. Bà Nancy Pelosi nói, buổi họp có hiệu quả, chúng tôi đang di chuyển đến đúng hướng, nhưng chúng tôi vẫn còn đang có sự khác biệt. Uh, OK, uh, đây là tình hình hiện tại ha. Mình sẽ nói tình hình hiện tại như thế nào. Đảng dân chủ và đảng cộng hòa hiện đến ngày hôm nay vẫn không có thỏa thuận về những việc còn làm cho cái gói cứu trợ thứ hai này. Có một số áp lực do họ cho họ vì vài cái lý do. Thì sau đây là những cái lý do ha. Thứ nhất là số tiền 600 mỗi tuần tiền hỗ trợ thất nghiệp đã hết hạn rồi vào tuần vừa rồi. <laughs> cái thứ hai là cái lệnh cấm đuổi những người thuê nhà cũng đã hết hạn và cái thứ ba là nhiều người đang rất cần đến cái tấm chất lần thứ hai này thì các nhà nhân, dân chủ đã bác bỏ đời sức của đảng cộng hòa thì bên đảng cộng hòa muốn là gia hạn từng phần và những cái mà còn thiết nhất như tấm chất lần hai gia hạn trợ cấp thất nghiệp và trục xuất người thuê nhà thì họ muốn tiếp tục và cái và đây có nghĩa là làm sao là đàm phán này sẽ kéo dài thời gian hơn đợi đến một cái thỏa thuận hơn là thay vào đó họ chấp thuận cái cách của bên đảng cộng hòa đưa ra là nên giải quyết từng thứ cần thiết trước vì bên đảng dân chủ muốn được thông qua toàn diện trong một gói và bao gồm hết tất cả luôn thì mình nói về thời gian thì cả hai bên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cứ tiếp tục nói với chúng ta rằng là họ sẽ hoàn thành thỏa thuận vào cuối tháng 7 và điều đó rõ ràng đã không xảy ra. Thời gian tiếp theo mà chúng ta đang chờ đợi là thứ sáu là thứ sáu tuần này ngày 7 tháng 8 này bởi vì Thượng viện dự kiến sẽ nghỉ vào thứ sáu này Thượng nghệ sĩ bên đảng Cộng hòa ông Mitch McConnell nói Thượng viện dự kiến sẽ nghỉ vào ngày 7 tháng 8 nhưng họ có thể ở lại làm việc đợi đem đến kết quả trong tuần này và trì hoãn à, lịch trình nghỉ phép. Có nghĩa là sao Kim nghĩ cuộc đàm phán này sẽ bị đẩy lùi và trì hoãn thêm nữa đó Trong một cuộc gọi à, hội nghị với các nhà dân chủ vào ngày hôm qua thì bà Nancy Pelosi nói rằng có thể không có nghị quyết cho đến tuần tới chỉ vì à, ở bên không có bên nào thay đổi vị trí của họ và cái việc mà gia hạn cho hỗ trợ tiền thất nghiệp cả bây giờ tin vui À, là về tấm chất lần 2 cả hai bên à, Cộng hòa và dân chủ đã đồng ý cho tấm chất lần 2 là 12 một cái mà họ cần phải thỏa thuận với nhau là mỗi một người phụ thuộc bây giờ sẽ được bao nhiêu tiền 500 hay là 12 Đảng Dân Chủ muốn cho mỗi người phụ thuộc 1.200 và đến 3 người trong một gia đình và Đảng Cộng Hòa muốn cho 500 cho mỗi người phụ thuộc. Thì bên cạnh đó thì có một đề xuất mới đưa ra từ những người thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa à, Thì cái một đề xuất này đó mới được đưa ra hôm thứ Năm Thượng nghị sĩ của Cộng Hòa chẳng hạn như ông Bill Cassidy, Miss Romney, à, Mark Rubio và Stephen Dent. Bốn người này là thượng nghệ sĩ đã đề xuất rằng mỗi người phụ thuộc con nít và người lớn mà có cái số an ninh xã hội sẽ được 1.000 cho mỗi người. Nên nếu như một gia đình có bốn người thì sẽ được 4.000 và cái mức lương thu nhập cũng tương tự như của tấm chết lần một. Và những người phụ thuộc trên 17 tuổi khuyết tật đều được 1.000 luôn và cái đời xuất này những ai khai thuế chung với cái người vợ hoặc chồng mà không có cái số an ninh xã hội cũng sẽ được 1.000 mặc dù những người này lần đầu đã không đủ điều kiện cho 1.200 nhưng Kim không có biết là thực tế về cái đời xuất này sẽ như thế nào bởi vì hai bên đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đồng ý về cái số tiền 1.200 cho tấm chét lần 2 rồi À, và cộng thêm đó thì à, một thư ký kho bạc ông thư ký kho bạc ông steven mnuchin cũng đã xác nhận vào buổi phỏng vấn rằng là họ đã đồng ý là tấm chất lần hai à, sẽ là 1 hai và một cái tin vui nữa từ thơ, thơ ký của kho bạc ông steven mnuchin là ông đã bày tỏ tự tin rằng ngay sau khi mà cái gói cứu trợ lần hai này được ký thành luật đó là ông nói rằng ông có thể gửi tấm chất Giống như là in check ra à, ngay lập tức luôn Trong một cuộc phỏng vấn à, Phóng viên hỏi là Bao lâu thì người dân có thể nhận được Tấm check lần hai Ông Steven Mnuchin nói Ông có thể gửi ra ngay lập tức Nếu ngày mai được ký Thì tôi có thể in check ra tuần sau đó Và đó là tin vui đúng không cô chú và anh chị em Khi mà dự luật này được thông qua Thì mọi người sẽ nhận được Check cũng như tiền của mình Nhanh hơn lần trước nhiều và cái mà hiện giờ đang cản trở và làm chậm trễ là hai bên không thể đưa ra cái quyết định về gia hạn tiền thất nghiệp Bên đảng Dân Chủ thì muốn gia hạn đến cuối năm, bên đảng Cộng Hòa thì nghĩ rằng gia hạn đến cuối năm với cái số tiền 600 thì người dân không có muốn trở lại làm việc. Bởi vì cái số tiền 600 họ nhận mỗi tuần á, nó sẽ hơn cái số tiền họ trở lại làm việc. Nhưng theo thống kê của trường đại học Yale thì đây không phải là vấn đề. Bên đảng Cộng Hòa đã đề xuất một cái số tiền là 200 mỗi tuần cho đến tháng 10 và sau đó thì được 70% trung bình của mức lương hàng hàng tuần và đây là một cản trở lớn đợi thỏa thuận cho cái gói cứu trợ lần hai này và rất tiếc là hình như ngay bây giờ hai bên không thể đi đến một cái thỏa thuận gì Và cũng như mọi khi Kim sẽ cập nhật cho cô chú và anh chị em về gói cứu trợ lần 2 Cũng như là tấm chất lần 2 và tiền thất nghiệp Và đợi có thể nhận được những cái thông tin mới Thì Kim mời cô chú và anh chị em bấm vào nút đăng ký kênh Và cái chuông đợi khi Kim ra video mới Thì Youtube sẽ thông báo cho cô chú và anh chị em nha Rồi thì hôm nay đó là một vài thông thông tin cập nhật về cái đàm phán của cái gói cứu trợ lần 2, tấm chất lần 2 và tiền thất nghiệp Kim đem, muốn đem đến cập nhật cho cô chú và anh chị em và Kim hẹn lại cô chú trong video sau mong rằng cái thông tin này là những thông tin Kim cô chú và anh chị em đang tìm kiếm chào tạm biệt cô chú